Bắt đầu, bây giờ chúng ta sẽ đọc bài. Bài 4. Tựa đề Đen. Vô tình. Rồi bạn này đang làm gì? Bạn này đang cười. Cười. Bạn này. Bạn này đang xin chào. Xin chào. Hai bạn này đọc sách. À, hai bạn này đang đọc sách với nhau, đang trao đổi kiến thức với nhau. Để bạn biết này được nhiều hơn. Ý là bạn này sẽ hay niềm nở với mọi người, hay tươi cười, nở nụ cười với các bạn nè. Còn bạn này thì hay chào hỏi. Rồi, chúng ta đọc Út Tình. Út Tình vừa theo ba đi cắt đất và mái tóc đen được dày được cắt cao lên thấy thật gọn gàng. Quanh hai tay sau gáy em chỉ còn và chân đất đen mờ không em còn với vướng đất mà mái cái chán do lỡ ra nhìn chậm gõ nét đinh nghịch gương mặt em chăm trong lém lỉnh hẳn cái mũi như hết thỉnh thở em thêm hết thêm thích thêm còn ánh mắt hết nặng hệt đang cười đôi thức thấy như có anh chăm vì sao bé tí cũng Huyền cùng trốn trong mắt em bên má em vẫn còn dùng dính vụn đắp chưa vội kỹ hai má phúng phính bồng ngã bỏng thành cái bánh sữa có chắc rắc trên thêm mấy hạt dẻ hạt mềm mè đôi đận não bẹo má treo nhưng rồi lại đưa đây vội đắp cho bé em ngày mai
tên là học sinh lớp 2. Đôi rồi. Rồi. Rồi em chẳng thích bị treo nữa đâu. Vậy đâu, Nguyễn Thị Kim Kim Hòa 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 hạt mè hay còn gọi là hạt vừng. Hạt mè là hay. Rồi trả lời câu hỏi, sau khi cắt tóc gương mặt út tinh thế nào? Cắt tóc gương mặt em chăm lén lạnh hẳn, hẳn cái mũi thích như như hết hễ thêm còn ánh mắt thật hàn đơn cười. Câu 2, đôi mắt của út tinh có gì đẹp? Có gì đẹp? Đôi thấy như có trong vì sao em bé tí đi bé tí bé đi cùng trốn trong mắt em. Rồi sang câu 3, vì sao tác giả thích út tinh? Vì sao tác giả nghĩ út tinh không thích bị bẹo má? Vì sao vậy? Ngày mai út tinh là học sinh lớp 2 rồi, em chẳng thích bị treo nữa đâu. Treo gì? Treo vậy đâu. Câu 4, nói về một vài thay đổi của em khi lên lớp 2. Bây giờ tháng này tháng ngày hôm nay là tháng gì, ngày nhiêu rồi? Ngày 19 tháng 9 năm 2021 rồi. Do tình hình dịch bệnh Covid thì em có được lên trường không? Không, nhưng mà em thích lên trường. Em thích lên trường không? Có, nhưng mà lâu lắm rồi chưa lên trường. Lên trường. Lên trường qua còn chặt chặt các bạn như chứ. Khi lên lớp 2 mình sẽ cảm thấy sao? Mình lớn lên chút nữa nè. Mình hiểu biết được nhiều hơn. Mình phải càng cố gắng đọc thật nhiều bài để mở mang kiến thức nè. Lên lớp 2 rồi thì mình cảm thấy mình đọc làm sao? Đọc trôi chảy hơn chưa? Đấy, kiến thức chúng ta nhiều hơn so với lớp 1 rồi. Chúng ta cần phải đọc nhiều hơn nè, viết nhiều hơn nữa, nắn nót chữ đẹp hơn lớp 1 nha. Rồi kết thúc. Bye bye các bé, là sao lặp lại nha.